Let's make Songhyun. Part 1. Những gương mặt háo hức tham gia một cách hào hứng. Đây là các em bé tham gia một lớp học tiếng Anh tại Apex English. Trung tâm này mới thành lập được hơn một năm, nhưng hiện giờ đã có hơn 1.500 em là học viên. Vậy lý do gì khiến các bé yêu thích đến vậy? Ở Apex có rất nhiều giáo viên bản ngữ không thể giao tiếp tốt hơn với họ và hệ thống CTP của họ lúc ghi hình giúp con xem lại để giúp con tự tin hơn. Môi trường học tập ở đây rất thân thiện. Sau mỗi buổi học con được chơi trò chơi trên TV, có cả khu sân chơi để khi nào con thích con có thể xuống sân để con chơi được ạ. Con được chơi với các bạn rất là vui. Thầy giáo thì rất là vui tính, cô giáo lúc nào khen ngợi con. Tại Apex English, 100% giáo viên là người nước ngoài và hầu như tất cả đều yêu thích môi trường dạy tiếng Anh tại đây. Tôi thấy môi trường dạy học tại Apex English rất sáng tạo, dựa chủ yếu trên công nghệ và rất hiện đại. Tôi nghĩ môi trường dạy học tại Apex English mang tính hỗ trợ rất lớn. Cả giáo viên, học sinh và nhân viên tại Apex đều luôn hỗ trợ lẫn nhau trong mọi công việc. Nhờ đó, mọi thứ luôn suôn sẻ. Apex English được đồng sáng lập vào tháng 10 năm 2014 bởi ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và anh Đỗ Ngọc Hưng, Tổng Giám đốc. Công ty được đầu tư bởi Tập đoàn Giáo dục E-Group và Tập đoàn Trung Đam Learning. Ngày 23 tháng 5 năm 2015, Trung tâm Anh ngữ Apex đầu tiên được khai trương và chỉ sau hơn một năm, Apex English đã dẫn đầu thị trường Hà Nội về số trung tâm và hoạt động kinh doanh khi trở thành hệ thống trung tâm tiếng Anh phát triển nhanh nhất với các con số tăng trưởng ấn tượng. Từ 2 trung tâm trong năm 2015, sau 8 tháng đầu năm 2016, mức tăng trưởng của Apex English lên tới 1.200% với 24 trung tâm tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Bên cạnh đó, lượng học sinh cũng tăng mạnh từ 300 học sinh trong năm 2015 đến hết 8 tháng đầu năm nay, con số tăng trưởng thực sự ấn tượng là 10.000 em với mức tăng trưởng hơn 3.000%. Số lượng giáo viên nước ngoài và nhân viên cũng tăng mạnh với lần lượt là 9 và 80 lên gần 200 và 1.200 người, tương đương với mức tăng trưởng hơn 2.000% và 1.500%. Khi mà chúng tôi tiếp cận với cả Trung Đam Learning thì gần như là chúng tôi cũng chỉ có một cái cảm hứng là muốn đem lại một sản phẩm tốt cho trẻ em Việt Nam về chuyện học tiếng Anh thôi. Và khi họ nhìn vào tiềm năng của một thị trường 90 triệu dân thì cuối cùng họ cũng đã chấp nhận. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với diễn đàn CEO trên kênh truyền hình VTV. Vâng, thưa quý vị, đây là gương mặt CEO sẽ xuất hiện trong diễn đàn CEO của VITV tuần này. Người sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện thành lập một doanh nghiệp non trẻ trong một đại dương đỏ với thị trường xác định, đối thủ xác định và với chiến lược kinh doanh khá phổ biến thì như thế nào? Và làm thế nào để giành được thị phần giữa cái đại dương ấy? Và xin giới thiệu với quý vị anh Đỗ Ngọc Hưng, đồng sáng lập kiêm tổng giám đốc công ty Apex English. Vâng, rất cảm ơn anh Đỗ Ngọc Hưng đã dành thời gian cho diễn đàn CEO ạ. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả truyền hình của VITV. Rất là vinh dự là hôm nay được đến chia sẻ những kinh nghiệm về chuyện là sáng lập Apex English. Vâng ạ. Qua phóng sự vừa rồi thì tôi thực sự ấn tượng với lại cái mức tăng trưởng của trung tâm của mình. Và trước khi đề cập đến những cái con số này thì tôi muốn hỏi là anh thành lập Apex như thế nào? Bởi vì rõ ràng là cái lĩnh vực là dạy tiếng Anh ở Việt Nam không còn mới, đã có hơn 20 năm chúng ta đã thấy xuất hiện những trung tâm như vậy đúng không ạ? Chúng ta cũng có những cái đối thủ rất là lớn. Vậy thì điều gì khiến anh tự tin đi vào cái lĩnh vực này ạ? Cũng xin chia sẻ với cả chị Hoa Lê là thực ra khi mà chúng tôi sáng lập ra Apex English, chúng tôi không tự tin như bây giờ. Vâng. Thực ra lúc đấy cũng rất là lo lắng, bởi vì trong một thị trường thì chúng tôi nhìn thấy là 20 năm nay thì đã có rất nhiều trung tâm tiếng Anh ở Việt Nam. Vâng. Và có khoảng gần 300 các loại trung tâm lớn nhỏ, các chuỗi từ những công ty rất lớn cho đến những doanh nghiệp rất là nhỏ. Vâng. Thì trong một thị trường đấy thì mặc dù là thị trường thì được các cái công ty nước ngoài họ ước tính giá trị thị trường khoảng 3 tỷ đô là rất hấp dẫn. Nhưng mà trong một thị trường cạnh tranh rất khốc liệt như vậy thì khi chúng tôi bắt đầu cái dự án này chúng tôi cũng cảm thấy rất là lo lắng. Thế nhưng mà câu chuyện mà sáng lập ra Apex English thì bắt nguồn từ một cái nhu cầu riêng của tôi. Đấy là bản thân tôi cũng trải qua cái thời gian gần mười mấy năm học tiếng Anh và cảm thấy rất là vất vả. Để từ khi mà bắt đầu học tiếng Anh rồi phát âm rồi để có thể giỏi tiếng Anh được thì là cả một quá trình rất là dài, rất là tốn kém. Sau đấy thì khi mà tôi có con thì cháu đến tuổi
và phải học tiếng Anh, thì thực sự tôi không muốn là cháu sẽ phải trải qua một cái quá trình học tiếng Anh quá là vất vả và tốn kém chi phí như mình. Vâng. Thì đấy là niềm một cái cảm hứng mà thôi thúc cho tôi đi tìm hiểu trong cái thị trường này. Và sau khi mà tìm hiểu trên thị trường thì chúng tôi thấy là tuy thị trường cạnh tranh rất là khốc liệt như một đại dương đỏ mà rất là đẫm máu, thế nhưng mà trong đấy thì cũng có những cái nhu cầu của khách hàng mà chưa được thỏa mãn. Tôi nói ví dụ như là những trung tâm mà học tiếng Anh mà có giáo viên nước ngoài rất là giỏi và rất là chuyên nghiệp thì giá tiền lại quá đắt. Những trung tâm mà giá tiền hợp lý thì chưa chắc đã có giáo viên giỏi. Và chương trình thì một số chương trình thì cũng chưa thực sự là phù hợp với cả cái sự kém tự tin của học sinh châu Á. Vâng. Thế thành ra là có những chỗ thì trung tâm giỏi, có giáo viên cũng giỏi, nhưng mà lại không gần nhà. Thành ra tất cả những cái đấy thì dẫn đến cho chúng tôi suy nghĩ thử một mô hình là làm sao biến cái câu chuyện học tiếng Anh nó đơn giản, nó hiệu quả mà nó lại dễ tiếp cận. Chẳng hạn như là một McDonald's trong lĩnh vực dạy tiếng Anh. Vâng. Thế từ cái cảm hứng đấy thì chúng tôi bắt đầu tiến hành cái dự án là thành lập Apex English. Vâng. Vậy để chuẩn bị cho một công ty mới trong lĩnh vực này thì anh đã phải có những kế hoạch gì để đưa công ty mình có thể ngoi lên trong một cái đại dương đỏ như vậy? Thì khi bắt đầu cái dự án này thì chúng tôi cũng đi tìm kiếm rất nhiều sản phẩm. Vì chúng tôi nghĩ là điều đầu tiên quan trọng nhất là chúng ta làm sao phải có sản phẩm tốt. Thế nhưng mà sản phẩm tốt mà tự chúng ta phát triển thì cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian. Thế chúng tôi cũng đi khắp thế giới để tìm rất là nhiều các cái sản phẩm. Và cuối cùng thì điều rất là may mắn là chúng tôi đã tìm ra được cái sản phẩm tiếng Anh April của một công ty Hàn Quốc tên là Chungdam Learning. Họ đã sáng lập ra cái sản phẩm này khoảng 14 năm và là sản phẩm tiếng Anh mà rất thành công ở thị trường Hàn Quốc, doanh số một năm trên 130 triệu đô. Và sau khi mà chúng tôi tiếp cận và chúng tôi đàm phán thì rất là may mắn là chúng tôi đã thuyết phục là đưa họ vào Việt Nam và trở thành một trong những đối tác trong liên doanh của chúng tôi để sáng lập ra Apex English. Vâng ạ. Quả thực là để cạnh tranh với những cái đối thủ đã 20 năm kinh nghiệm và rất là có tên tuổi thì rõ ràng là tìm đối tác và vốn là hai yếu tố quan trọng, đúng không ạ? Anh đã tìm đối tác như vậy. Điều gì khiến anh có thể thuyết phục được họ khi mà doanh nghiệp của mình vẫn còn rất là non trẻ ạ? Tôi nghĩ là cái sự chân thành và cái sự khao khát mà mang lại một sản phẩm tốt thì sẽ là một điều rất là quan trọng. Bởi vì khi mà chúng tôi tiếp cận với cả Chungdam Learning thì gần như là chúng tôi cũng... tức là cũng chỉ có một cái cảm hứng là muốn đem lại một sản phẩm tốt cho trẻ em Việt Nam về chuyện học tiếng Anh thôi. Nhưng lúc đấy nói về kinh nghiệm hay tiềm lực tài chính thì đều không có. Và họ đưa ra một cái giá lúc ban đầu rất là đắt. Ví dụ như là họ yêu cầu là phải 300 đô cho một học sinh trong một tháng. Là cái mức mà họ áp dụng trên toàn châu Á. Thế nhưng mà chúng tôi suy nghĩ rất là kỹ và nói là với cái mức này thì ở Việt Nam không thể chấp nhận được. Vâng, rõ ràng là Hàn Quốc là một nước có nền kinh tế phát triển rất là tốt thì mới chấp nhận được mức giá đó. Và sau khi chúng tôi đàm phán xuống chỉ còn đâu đấy vài chục đô để cho tất cả trẻ em Việt Nam có thể dễ tiếp cận được thì phải mất rất là nhiều thời gian thì họ mới đồng ý. Và khi họ nhìn vào tiềm năng của một thị trường 90 triệu dân thì cuối cùng họ cũng đã chấp nhận một cái mức giá mà tôi nghĩ là rất là hợp lý, và thậm chí họ còn bỏ vốn luôn vào liên doanh là 30% họ góp bằng tiền mặt. Thì tôi nghĩ là đấy là những thứ mà cũng là một cái kinh nghiệm khi mà đàm phán với nước ngoài, là khi chúng ta có cảm hứng, chúng ta có sự chân thành và chúng ta biết đưa ra một cái cơ hội thị trường lớn thì họ có thể chấp nhận cho chúng ta những cái điều kiện về tài chính hết sức thuận lợi. Vâng ạ, thật là tuyệt khi mà anh đã có thể thuyết phục được một cái đối tác lớn như vậy, và cũng rất là mừng vì họ cũng đã đầu tư một phần, đúng không ạ, vào kế hoạch mở cái công ty của mình. Tuy nhiên thì đó chỉ là một phần của một nguồn vốn thôi, đúng không ạ? Anh đã huy động những cái nguồn vốn khác như thế nào? Cũng một điều hết sức may mắn là chúng tôi khởi nghiệp cái dự án Apex English này khi mà nó là một dự án của tập đoàn giáo dục E-Group. Và họ, tập đoàn giáo dục E-Group thì nguồn vốn về tài chính là tương đối dồi dào. Thế khi mà kết hợp hai nguồn vốn là từ đối tác Chungdam cộng với cả tập đoàn E-Group thì chúng tôi huy động đâu đó được khoảng tầm 2 triệu đô. Và với 2 triệu đô này thì chúng tôi đã có thể là mở rộng một hệ thống rất là nhanh chóng. Nhưng tất nhiên để trước khi mà các nhà đầu tư đi vào quyết định là 2 triệu đô thì chúng tôi phải mất 9 tháng để chứng minh mô hình trước khi mà họ, các nhà đầu tư cùng chấp nhận là bỏ vào 2 triệu đô. Thời điểm anh mở cái trung tâm đầu tiên của mình là cũng cách đây chưa lâu, đầu năm 2016, đúng không ạ? Hẳn là ở cái thời điểm đó thì anh có rất là nhiều cái kỷ niệm ở cái thời điểm khởi nghiệp, bên cạnh những cái kỷ niệm, những cái dấu ấn về những cái cuộc đàm phán căng thẳng, đúng không ạ? Tôi nghĩ là có hai cái kỷ niệm mà cho đến giờ mà tôi nghĩ là cũng rất là thấm thía.
Cái điều đầu tiên là chúng tôi mở trung tâm đầu, công ty thì mới được thành lập từ đầu năm 2016. Vâng. Nhưng thực ra là trung tâm đầu tiên chúng tôi đã mở từ tháng 5 năm 2015. À, vâng. Và khi chúng tôi mở trung tâm đầu tiên thì chúng tôi có gọi vốn, chúng tôi có mời các đối tác vào làm franchise nhưng mà không ai quan tâm cả. Thế và chúng tôi rất là vất vả sau khi mở trung tâm đầu tiên vào tháng 5 thì phải mất 9 tháng. Tôi cũng đi kêu gọi vốn rồi cũng gọi đối tác nhưng mà gần như bị từ chối ạ. Bị từ chối rất nhiều. Vâng, và vâng, thậm chí vâng. Tôi bay có những tháng là tôi bay từ trong Nam ra ngoài Bắc rồi bay cả miền Nam, miền Bắc nói chuyện với rất nhiều nhà đầu tư, lên đến hàng trăm nhà đầu tư nhưng không ai tin. Vâng, thế vâng. Và đến khi mà cái trung tâm đầu tiên đi vào hoạt động có 1.000 học sinh và đạt doanh thu khoảng tầm 3 tỷ một tháng và tỷ suất lợi nhuận lên đến khoảng 40-45%, thì tại thời điểm đấy thì mọi việc lại diễn ra rất là thuận lợi. Và tôi nhớ lại cái một cái câu mà anh Nguyễn Anh Nguyên là một thành viên hội đồng quản trị có khuyên cho tôi là muốn nhanh thì phải đi từ từ. Và tôi rất thấm thía là khi chúng ta đã làm một dự án ở quy mô nhỏ mà nó thành công và có khách hàng, có doanh thu, có lợi nhuận, có một sản phẩm được công nhận thì sẽ rất nhiều nhà đầu tư tìm đến chúng ta. Tình hình đã hoàn toàn trái ngược so với những ngày đầu hết sức vất vả đúng không ạ? Đúng. Vâng, vâng. Anh Đỗ Ngọc Hưng sinh năm 1977, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương năm 2001. Anh làm giám đốc marketing cho DKT International và là người chịu trách nhiệm triển khai các sản phẩm của hãng tại thị trường Việt Nam. Sau đó, năm 2005, anh tiếp tục vai trò giám đốc marketing cho tập đoàn Diana Việt Nam, rồi giám đốc điều hành công ty tài chính Siêu Thanh Hà Nội, đồng sáng lập mạng xã hội Phụ Nữ Net, giám đốc marketing ngân hàng Ocean Bank. Anh Hưng là người gắn bó gần 20 năm với nghề marketing và đứng sau nhiều thương hiệu nổi tiếng, dẫn đầu thị trường và có nhiều đổi mới sáng tạo. Chính vì thế, nhiều nhân viên tại Apex English luôn cảm nhận rõ ràng những phẩm chất này ở anh Hưng, đặc biệt là trong công việc. Tôi có nhiều cơ hội để tiếp xúc và làm việc với anh Hưng trong cái việc phát triển sản phẩm. Thì qua những cái công việc phát triển sản phẩm khá là khó khăn và nhiều thử thách, thì cái phẩm chất mà tôi cảm thấy ngưỡng mộ và cảm thấy là điểm mạnh nhất của anh Hưng đó là sự sáng tạo và sự làm việc quyết đoán. Qua cái thời gian làm việc ấy, thì tôi thấy là anh Hưng là một nhà lãnh đạo rất là sắc bén và tài giỏi. Mọi công việc của anh thì anh giải quyết một cách rất là nhanh chóng và triệt để. Ở anh thì luôn toát lên một cái tinh thần làm việc rất là quyết liệt. Tôi rất thích làm việc với anh Hưng mỗi ngày. Anh ấy luôn tâm huyết với các chương trình giảng dạy ở Apex English. Anh ấy rất xứng đáng có cương vị lãnh đạo này. Anh Hưng là một nhà quản lý rất tốt. Anh luôn cho nhân viên của mình thỏa sức sáng tạo. Tôi thực sự rất thích điều này ở anh Hưng. Anh Hưng có tầm nhìn rất tốt về kinh doanh và tôi tin rằng trong vài năm tới, mọi thứ sẽ phát triển hơn nữa. Tôi thấy anh Hưng là người có tầm nhìn rất tốt và luôn tin tưởng vào chương trình dạy học tiếng Anh rất sáng tạo này. Đây là điều mà rất ít người làm được ở Việt Nam hiện nay. Tất cả những đặc điểm tính cách này giúp cho anh Hưng không ngại đương đầu với một đại dương đỏ vốn có tính cạnh tranh rất cao. Trong một cái thế giới kinh doanh mà khốc liệt như hiện nay thì cá lớn nuốt cá bé, nhưng mà cá nhanh thì sẽ nuốt được cá lớn, và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng cái chiến lược sử dụng tốc độ để mở rộng kênh phân phối và thu hút khách hàng là một trong những cái bí quyết thành công rất lớn. Chúng tôi có một cái quy định rất rõ là trong vòng 24 giờ tất cả các bộ phận là phải trả lời và phản hồi. Tiềm năng lớn mà không có kế hoạch phát triển riêng thì sẽ không thể duy trì được hoạt động trong một cái đại dương đỏ. Vậy thì cái kế hoạch riêng của anh ở đây là gì ạ? Để phát triển trong thời gian 9 tháng vâng. mà từ một trung tâm lên thành 25 trung tâm thì thực sự là một cái công việc khổng lồ và đòi hỏi phải lên kế hoạch rất là kỹ. Và rất là may mắn là chúng tôi đã có trong hội đồng quản trị cũng như là trong ban điều hành có rất nhiều anh chị quản lý 10 đến 20 năm kinh nghiệm cùng phối hợp với nhau, cộng tác với nhau để xây dựng một kế hoạch kinh doanh kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Và với sự tư vấn của anh Nguyễn Anh Nguyên, hiện nay là phó tổng giám đốc của Masan, cũng là thành viên hội đồng quản trị, thì chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch kinh doanh rất là kỹ, gồm có gần 300 hành động và khoảng 75 mục tiêu. Và các mục tiêu này được chia đến cho từng cán bộ nhân viên trong 1.200 cán bộ nhân viên của APEC. Và chính cái việc lập kế hoạch rất là kỹ và đảm bảo từng chi tiết phải thành công thì đã giúp cho chúng tôi là mở và khai trương 25 trung tâm, không chậm một ngày nào trong cả 25 trung tâm. Và tất cả 25 trung tâm thì đều về đích về mặt doanh thu và lợi nhuận. Vâng, vâng.
Vậy thì cái bí kíp ở đây đó là chính là một cái kế hoạch cụ thể chi tiết đúng không ạ? Đến từng nhân viên. Ngoài ra thì anh có những cách thức nào khác để có thể cạnh tranh, tìm cho mình một cái hướng cạnh tranh trong một cái thị trường cạnh tranh đã xác định như thế không ạ? Khi mà chúng tôi ngồi lập kế hoạch kinh doanh của năm 2016 thì có rất nhiều cái chiến lược được đưa ra. Có chiến lược đưa ra là tăng trưởng bền vững, có chiến lược đưa ra là dẫn đầu về sản phẩm, có chiến lược đưa ra là dẫn đầu về dịch vụ vân vân. Thế nhưng mà có một cái câu nói của một thành viên hội đồng quản trị là chị Nguyễn Thùy Thương là có đưa ra mà tạo cho chúng tôi rất là nhiều cảm hứng. Là chị có nói là trong một cái thế giới kinh doanh mà khốc liệt như hiện nay thì cá lớn nuốt cá bé, nhưng mà cá nhanh thì sẽ nuốt được cá lớn. Và chính cái câu nói đấy của chị là một cái niềm cảm hứng để cho hội đồng quản trị và ban điều hành nghĩ ra chiến lược kinh doanh là phải dùng tốc độ mở rộng kênh phân phối và thu hút khách hàng để chiếm lĩnh thị trường. Và cũng rất là may mắn là cái chiến lược này chúng tôi thực thi thì cho đến thời điểm hiện tại là tương đối chính xác và cũng đạt được những kết quả nhất định. Chỉ sau một thời gian rất là ngắn là có 9 tháng thì đã có 25 trung tâm và có hơn 10.000 học sinh. Và nói về số lượng trung tâm thì hiện nay chúng tôi đang đứng vị trí số 1 ở Hà Nội và cũng đang có một vị trí tương đối tốt ở thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là cái chiến lược sử dụng tốc độ về mở rộng kênh phân phối và thu hút khách hàng là một trong những cái bí quyết thành công rất lớn. Tốc độ để mở rộng tăng trưởng đúng không ạ? Ngoài ra thì còn hiểu cái tốc độ theo ý nghĩa nào khác không ạ? Tốc độ thì ở Apex English thì tốc độ nó là một cái khẩu hiệu về việc hoạt động. Từ những cái phản hồi của khách hàng, những cái yêu cầu của khách hàng cho đến những cái yêu cầu của đồng nghiệp thì chúng tôi có một cái quy định rất rõ là trong vòng 24 giờ tất cả các bộ phận là phải trả lời và phản hồi. Và những đơn vị nào mà phản hồi nhanh thì sẽ được tưởng thưởng theo cái tốc độ xử lý các cái yêu cầu của khách hàng và đồng nghiệp. Thì tất cả những cái đấy nó tạo nên một cái văn hóa mà đặt tốc độ phục vụ lên là một trong những giá trị cốt lõi của công ty. Và đấy cũng là một phần mà góp phần cho việc là mở rộng hệ thống một cách nhanh chóng. Vâng, chuyên nghiệp hóa đúng không ạ? Vâng, đúng là trong kinh doanh hiện nay thì nhiều khi tốc độ đã quyết định tất cả đấy ạ. Trong thế giới kinh doanh, tốc độ đang trở thành một yếu tố quyết định. Tốc độ được đề cập ở đây gồm có nhiều khía cạnh, từ tốc độ phát triển, mở rộng, tốc độ đưa ra sản phẩm mới, hay tốc độ phục vụ khách hàng. Trong kinh doanh, vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp thay đổi rất nhanh, cho nên tốc độ mở rộng thị trường khiến cho doanh nghiệp tránh được tình trạng bị tụt hậu và trở thành nhà tiên phong trong lĩnh vực của mình. Đây cũng là lý do mà trong vòng hơn một năm, Vingroup đã đưa hệ thống siêu thị Vinmart và cửa hàng tiện lợi Vinmart Cộng vượt con số hơn 700 cửa hàng, với tốc độ mở rộng trung bình khoảng 2 cửa hàng mới mỗi ngày tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hạ Long, Ninh Bình, Hà Tĩnh, để cạnh tranh với các chuỗi siêu thị khác như Saigon Corp, B-Mart, Cycle K, Shop & Go. Mặt khác, đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, việc tăng tốc độ phát triển là nhằm tránh bị lỗ vốn. Khả năng phải nhân rộng quy mô, scalability, yếu tố rất là quan trọng, bởi vì đa phần những công ty công nghệ ấy thì giả dụ kể quy mô Amu bây giờ, Shipapp bây giờ, thậm chí như của Uber hay Grab, họ vẫn chưa đạt được điểm hòa vốn, nghĩa đang lỗ và đang đầu tư rất là nhiều tiền. Thì họ chỉ có thể tồn tại một cách bền vững khi mà quy mô đạt rất là lớn, thì khi đấy mới vượt qua được điểm hòa vốn. Ví dụ như Uber hay Grab, tôi không có số liệu chắc chắn, nhưng có thể với quy mô tới 5.000 giao dịch một ngày, họ vẫn đang lỗ và thậm chí còn lỗ nhiều. Bởi vì họ phải chi trả rất nhiều các khoản chi phí cho tài xế, cho khách hàng để làm incentive. Đẩy nhanh tốc độ ra sản phẩm mới cũng là một yếu tố hết sức quan trọng. Bởi chỉ cần chậm chân hơn đối thủ một chút thôi, lợi nhuận và thị phần sẽ suy giảm ngay. Ví dụ điển hình có thể kể đến cuộc chiến sản phẩm mới giữa Apple và Samsung và các hãng công nghệ khác. Vấn đề này không chỉ tồn tại đối với các hãng công nghệ, mà với bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào. Tại Việt Nam, tung ra sản phẩm mới sớm hơn các đối thủ cũng chính là bí quyết thành công của nhiều công ty. Ví dụ như công ty đầu tư Việt Hô mới ra mắt một mô hình nhà mới, tận dụng không gian tối đa, đánh vào nhu cầu của các gia đình mà chưa có công ty bất động sản nào thực hiện. Hiện nay, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tất cả các hạng mục. Trong một cái phạm vi căn hộ, một căn hộ khoảng chừng 50 mét, thì có thể đáp ứng cho một gia đình lên tới là 12 người vẫn có thể ở được. Như một cái bàn ăn, có thể chỉ dùng cho 2 người, nhưng có thể nó còn thể dùng cho 12 người. Điều này là điều mà
có thể là chúng ta thấy rất phi lý nhưng mà nó thực tế. Bên cạnh đó, một khảo sát của dịch vụ chăm sóc khách hàng Leader Mỹ cho thấy rằng trong khi chất lượng dịch vụ là tương đối đồng đều, thì tốc độ của dịch vụ là một yếu tố mang tính quyết định trong số tất cả các yếu tố của dịch vụ khách hàng. Về thời gian hồi đáp ý kiến khách hàng, một cuộc thăm dò 1.000 người tiêu dùng với câu hỏi họ sẵn sàng chờ đợi bao lâu khi đã tìm thấy các doanh nghiệp thông qua kênh truyền thông. 64% số người sử dụng Twitter mong đợi câu trả lời trong vòng 1 giờ, 85% số người sử dụng Facebook mong đợi câu trả lời trong vòng 6 giờ, 77% số người sẽ không phải chờ đợi lâu hơn 6 giờ đối với một email trả lời. Mặt khác, việc đưa hàng đến tay người tiêu dùng càng ngắn, dịch vụ đó càng được ưa chuộng. Chính vì thế, nhiều hãng thương mại điện tử và giao hàng Việt Nam đã đặt ra mục tiêu đưa hàng đến tay người mua trong khoảng thời gian nhất định, ví dụ như ShipS cam kết giao hàng trong 1 giờ hay Loza thiết kế riêng một mảng giao hàng. Đến thời điểm hiện tại thì nhiều khi tôi cũng nghĩ là nó như một giấc mơ mà mình không thể tưởng tượng được khi mà mình bắt đầu cái dự án này. Có hai mơ ước. Mơ ước thứ nhất là làm sao APEX English có thể trở thành một dạng là McDonald's của dạy tiếng Anh. Vâng, tốc độ trong kinh doanh, trong cung cấp dịch vụ, rồi trong việc là phản hồi đến khách hàng, rồi lại còn là tốc độ trong tăng trưởng nữa đúng không ạ? Vâng, quay trở lại cái mức tăng trưởng của công ty thì quả thực là anh có bị choáng ngợp với những cái con số tăng trưởng kết quả kinh doanh ban đầu không ạ? Khi mà đạt được một kết quả kinh doanh mà ấn tượng như vậy, thực ra APEX thì còn rất là non trẻ, mới được thành lập từ đến nay là mới được có 9 tháng và trung tâm đầu tiên thì mới đi vào hoạt động được có hơn 1 năm. Thế nhưng mà đã lên được đến 25 trung tâm, khoảng hơn 10.000 học sinh và khoảng 1.200 cán bộ nhân viên thì thực sự đến thời điểm hiện tại nhiều khi tôi cũng nghĩ là nó như một giấc mơ mà mình không thể tưởng tượng được khi mà mình bắt đầu cái dự án này. Thế nhưng mà cái điều rất là may mắn là để hoàn thiện cái giấc mơ này của mình ấy, thì tôi nghĩ là điều rất may mắn là chúng tôi có một đội ngũ rất tốt, đội ngũ những cán bộ lãnh đạo mà tôi nghĩ là rất nhiều năm kinh nghiệm, toàn từ 10 đến 20 năm kinh nghiệm, và họ là những cái cộng sự rất là tuyệt vời để giúp cho cả cái con tàu này đi với cái tốc độ rất là nhanh. Còn nếu như mà chỉ một vài người thì cũng sẽ không thể đi nhanh được như vậy. Người ta nói rằng là muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi với nhiều người đúng không ạ? Nhưng ở anh thì có thể như là nhiều người cũng có thể đi nhanh được đúng không ạ? Tôi nghĩ là chúng ta có thể sửa lại cái câu đấy là muốn đi đến đích và muốn vượt xa hơn cái đích thì phải đi cùng với rất nhiều người giỏi. Thì tôi nghĩ là đấy là một cái kinh nghiệm rất thấm thía. Vâng ạ. Nhiều người cho rằng là giống như câu chuyện có một số doanh nghiệp xây dựng bất động sản xây nhanh bán nhanh thì đồng nghĩa với việc là chất lượng sẽ không được đảm bảo. Vậy với trung tâm của mình thì sao ạ? Với cái mức tăng trưởng có thể nói là như một cái giấc mơ như vậy thì anh có cho rằng là cái chất lượng quản lý cũng như là cái chất lượng về giáo dục có tương đồng không ạ? Thực ra một điều rất là may mắn là chúng tôi không phải là có một năm thành lập mà chúng tôi đã đứng trên vai của người khổng lồ, đấy là Trương Đam Learning, một trong những đối tác của Liên Doanh. Và họ đã có 14 năm kinh nghiệm về giảng dạy tiếng Anh và đứng số 1 ở vị trí Hàn Quốc và thậm chí ở rất nhiều thị trường châu Á. Và hai cái điểm rất là lợi thế mà chúng tôi tận dụng được từ họ. Thứ nhất đó là giáo trình của họ được đầu tư và phát triển một cách rất là công phu và mất 14 năm để họ đầu tư một số tiền rất lớn để có thể ra được cái giáo trình phù hợp với học sinh châu Á. Thứ hai là cái hệ thống tuyển dụng giáo viên, họ có một mạng lưới khoảng 5.000 giáo viên được tuyển dụng và đào tạo rất chuyên nghiệp và là những giáo viên bản ngữ. Thì khi mà tận dụng được hai điểm đấy thì gần như là Liên Doanh hoặc là công ty APEX English ở Việt Nam đã tận dụng được cả một cái bề dày kinh nghiệm và cả một cái lượng giáo viên, một cái lượng nhân sự rất là tốt. Và đấy là những cái lý do mà tôi nghĩ là tuy là đi nhanh ở Việt Nam nhưng mà nhờ tận dụng được yếu tố là đứng trên vai người khổng lồ cho nên là về mặt chất lượng tôi nghĩ là chúng tôi có thể đảm bảo được. Nhưng mặt khác thì trong khi mà phát triển ở Việt Nam thì tuy có 9 tháng nhưng chúng tôi cũng rất nhanh chóng là đã phải hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế là ISO 9001-2015 và hiện nay thì chúng tôi đã được hoàn thành. Chỉ trong vòng có 3 tháng đã hoàn thành hệ thống quản lý chất lượng đó. Và việc đầu tư vào chất lượng thì chúng tôi nghĩ là một cái điều hết sức là quan trọng để đảm bảo cái sự thành công lâu dài của công ty. Vâng ạ. Vậy kế hoạch sắp tới cũng như là cái kế hoạch ví dụ trong 10 năm nữa của anh và công ty là gì ạ? Thực ra nếu mà 10 năm nữa thì hơi xa nhưng chúng tôi đang nhìn thấy là cái thị trường học tiếng Anh thì rất là lớn nhưng mà cũng đang có những cái dịch chuyển. Ví dụ như hiện nay thì mọi người đến các trung tâm để học tiếng Anh nhưng cũng bắt đầu có những phụ huynh người ta nói là tôi mong muốn là
làm sao đấy mà nó không mất thời gian đi lại, không bị tắc nghẽn giao thông vân vân, thì tôi nghĩ là trong vòng 10 năm tới cái việc học tiếng Anh nó sẽ dịch chuyển từ những cái trung tâm offline lên trên nền điện thoại di động online, học ở nhà vân vân. Thì tôi có hai mơ ước. Mơ ước thứ nhất ý là làm sao APEC English có thể trở thành một dạng như là McDonald's của dạy tiếng Anh, tức là trẻ em, mọi trẻ em Việt Nam ở đâu cũng có thể chỉ quanh bán kính 1 km là có thể tìm thấy được một cái nơi để có thể học tiếng Anh và rèn luyện nói tiếng Anh với người bản ngữ được. Và cái điều thứ hai là tôi cũng mong muốn trong vòng 10 năm tới thì có thể là mọi trẻ em sẽ không cần phải đến trung tâm, mà có thể chỉ cần kết hợp là học ở trung tâm mà học trên điện thoại di động, chỉ tốn một cái phí rất là thấp thôi, một vài trăm nghìn, nhưng có thể được thực tập và được nói tiếng Anh bản ngữ, và tất cả các trẻ em Việt Nam đều có thể phát âm và nói tiếng Anh bản ngữ một cách thành thạo. Thì đấy là cái mơ ước của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ là chắc là còn rất lâu mới có thể đạt được những mơ ước đó. Không có gì là khó để tưởng tượng đúng không ạ? Với một công ty mà có được cái mức tăng trưởng cũng như là những cái hoạt động rất là ấn tượng như vậy thì không có lẽ nào mà 10 năm nữa anh không đạt được những cái mục tiêu này. Và tôi xin chúc cho những cái mục tiêu ấy cũng sẽ sớm thành hiện thực, có khi chưa đến 10 năm nữa. Vâng, rất xin cảm ơn BITV. Vâng ạ, vâng, một lần nữa cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình. Vâng, thưa quý vị, một doanh nghiệp non trẻ và những bước đi thông minh, hợp thời để có được chỗ đứng bên cạnh hàng loạt ông lớn tên tuổi và kinh nghiệm. Hy vọng là những chia sẻ của anh Đỗ Ngọc Hưng, Tổng Giám đốc công ty APEC English đã mang đến nhiều thông tin hữu ích và thú vị cho quý vị, đặc biệt là với những ai cũng đang muốn khởi nghiệp trong đại dương đỏ. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho diễn đàn CEO và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.